Chào các em. Lâu lắm rồi, cũng lâu lắm rồi thầy mới bắt đầu trở lại để giải toán trên mạng Vinbit giúp cho các em. Vừa rồi thì thầy cũng quá bận, cũng có một thời gian thầy ốm nữa, cho nên thầy không có làm. Với lại có một số kiến thức nó vượt trước, cho nên là thầy đợi cho các em học một hai tuần, vài tuần thầy hướng dẫn các em nó dễ hiểu hơn ha. Bây giờ các bạn lưu ý, vẫn là cái cách làm của thầy đó là hướng dẫn cho các em là chủ yếu, chứ không phải là chỉ cho biết đáp án xong rồi thôi đâu ha. Rồi các bạn theo dõi. Thầy lấy cái tài khoản năm ngoái, nó tự nâng cấp lên thành lớp 8 luôn ha. Năm ngoái là tài khoản lớp 7, giờ nó nâng cấp lên thành lớp 8 nè. Bây giờ thầy sẽ thi vòng số 1. Bức tranh bí ẩn chắc có lẽ cũng dễ thôi. Câu hỏi số 1. Căn 49 là 7, 7 trừ 25, tức là 7 trừ 5 thì nó bằng 2. Đáp án nào đây? Không thể là cái này đúng không? Không thể là cái này. Cái này thử coi. Các em thử coi. 5 mũ 2 cộng cho 5 mũ 4 không bằng. Không thể là cái này. Người ta ứng cái này được không? 5 phần 7 trừ 5 phần 8 cộng 5 phần 3. Dùng máy tính nha. Không có máy tính là chịu không nổi đâu. Chia mở ngoặc. 1 phần 7 trừ cho 1 phần 8. Ngay cả thầy không dùng máy tính thì cũng khó chịu nổi lắm. Phần 5. Cái này ra 5 kia. Rồi không phải nữa. Thì dưới này. Thử dưới này coi. 25 trừ cho 21 nhân cho 1 phần 2. Ôi trời, vậy đúng rồi. Bằng 2 đây. 7 trừ 5 bằng 2. Câu hỏi 2. Cái này ta học nhiều ở lớp 7 rồi các em nhé. P sẽ đạt giá trị lớn nhất là 12. Nhưng mà người ta không có hỏi giá trị lớn nhất, mà ta hỏi x bằng bao nhiêu. Để cái này đạt được giá trị lớn nhất thì x sẽ bằng 3 thôi. X sẽ bằng 3. 3 thì không thể là những cái này rồi. Cái này nãy thầy ứng ra 5. Giờ thầy nghi cái này thử rồi. Lấy máy tính thử rồi. 5 mũ 3 x là 3 đó, cộng cho 5 mũ 3 cộng 2 tức là 5 mũ 5 ứng bằng. Đúng luôn, chuẩn luôn. 3250. Em nào không nhớ những cái kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của trị tuyệt đối á, thì các em phải coi lại các khóa học hôm trước mà các em đã học nha. Còn em nào lần đầu tiên học với thầy thì nên xem cái kênh của những cái bài giảng năm ngoái, những bài giảng năm ngoái của thầy nè. Còn muốn học các khóa học giải toán trên mạng thì các em nhấp vào đây ha, để đăng ký các khóa học trên mạng. Đây, lên đây người ta sẽ hướng dẫn rất kỹ cách học vậy nha. Còn muốn học thêm toán thì các em theo dõi cái trang web này. Học thêm toán song song với chương trình trên lớp á, cơ bản rồi nâng cao nha. Cơ bản nhanh rồi nâng cao để thi học sinh giỏi. Thì các em theo dõi trang web. Một số em ở mùa hè thầy còn nợ một số bài ở cái tuần cuối á, thì thầy sẽ gửi bù trong những ngày tới, nối tiếp vào chương trình các em đang học trên lớp luôn. Vậy nha, không có mất vào đâu đâu. Câu hỏi số 3. 27, trời đất. 27 thì không thể là cái này rồi, đúng không? Không thể là cái này, không thể là cái này luôn. Vậy là cái này hoặc là cái này thôi. Giờ thử cái này coi. Cái này nhìn vô thấy không đúng rồi. Vậy là cái này rồi kìa. Nghi là cái này. Giờ thầy sẽ giải thích tại sao là cái đó nha. 2 mũ x bằng 8 mũ y cộng 1. Rồi 9 mũ y bằng 3 mũ x trừ 9. Đó. Từ đây mình tìm x và y rồi mình cộng lại thôi. Rồi để coi. Từ công thức trên thầy sẽ có là 2 mũ x sẽ bằng 8, là thầy đổi thành 2 mũ 3. Tất cả mũ y cộng 1.
Như vậy là gì? 2 mũ x sẽ bằng 2 mũ 3y cộng 1. Rồi 2 lũy thừa bằng nhau mà giống nhau phần cơ số thì suy ra 2 số mũ phải bằng nhau. Đó, như vậy ta sẽ có x bằng 3y cộng 1. Hoàn toàn tương tự ở dưới, 9 thay đổi thành 3 mũ 2, tất cả mũ y bằng 3 mũ x trừ 9. Từ đây thì suy ra là 3 mũ 2y, lũy thừa của lũy thừa đó, nhân 2 số mũ lại bằng 3 mũ x trừ 9. Từ đây suy ra là 2y sẽ bằng x trừ 9. Đó, chưa xong. 2y bằng x trừ 9 thì các bạn sẽ suy ra là x sẽ bằng 2y cộng 9. Vậy thôi. Bây giờ bắt cầu nè. X bằng cái này, x lại bằng cái này nữa. Như vậy là 3y cộng 1 sẽ bằng 2y cộng cho 9. 3y cộng 1 thì thầy nhân ra là thành 3y cộng 3, nhưng đơn thức với đa thức thôi, bằng 2y cộng 9. Rồi từ đây các em chuyển vế đổi dấu ha. 2y từ đây bỏ qua đây là thành trừ 2y, 3y trừ 2y là còn 1y, 3 qua đây là 9 trừ 3 bằng 6, vậy là y bằng 6. Y bằng 6 rồi thì khi đó x sẽ bằng 3 nhân 6 cộng 1 tức là thành 21, thấy không? 6 cộng 1 đó là 7, 7 nhân 3 là 21, hoặc là lấy dưới này cũng được, 2 x 6 12 cộng 9 cũng bằng 21 à. Như vậy x cộng y sẽ bằng 21 cộng cho 6 và bằng 27. Đó là lý do ta chọn cái này ha. Trên nhiều trang web ở trên YouTube á, họ cũng chọn đại thôi kìa. Họ chọn rùa, họ làm nhiều cái nick, họ thấy cái này không đúng thì họ chọn cái khác. Vậy lúc đó các em theo dõi, các em chỉ biết đáp án thôi mà không có biết tại sao nó ra đáp án đó. Thì thầy cực lực phản đối cách học như vậy ha. Các em chọn đáp án nào thì các em phải hiểu tại sao là chọn đáp án đó, chứ không có làm rùa rẫm như mấy cái trang web ở trên mạng các em nhé. Tức là họ làm rất nhiều nick trên mạng, là họ chọn cái này không được, cái này không được, cái này không được, cuối cùng họ chọn cái này, chứ họ cũng chả giải thích tại sao à. Thì tránh xa những cái trang web đó, nó sẽ làm cho mình thua chột đi. 27. Bậc của đơn thức 2 cộng 5 cộng 3 là bằng 10. Đây, 10 trừ 10 bằng 0, mũ 2 bằng 0. Giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 64, đạt được khi x bằng trừ 13. Các em coi lại khóa học V71. Coi lại khóa học V71 ha. Năm ngoái các em đã học rồi. Như vậy chỗ này sẽ bằng là 64. Câu số 6. Vậy A sẽ bằng 6 thôi. Đây các em, x nhân x là x bình phương. X bình phương bằng 36. Vậy x sẽ bằng cộng hoặc trừ 6. Nhưng mà x dương, vậy ta sẽ lấy là số 6. Đây chính là số 6. Câu số 8. 5 mũ 9, 5 mũ 13 chia 5 mũ 9 sẽ bằng 5 mũ 3 là bằng 125. Câu số 9. Hai cái này nhân nhau thì nó sẽ bằng 2 mũ 16, 16 nhân lại là bằng 1. Vậy là còn 1 phần 3, 21 phần 3 là bằng 7 kìa. Đây, chính là 7 nè. Câu hỏi số 7. Đáp án không thể là phân số được, đúng không? Như vậy bây giờ thầy sẽ có là 2 mũ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng chấm chấm cộng cho x là bằng 32768. Giờ 32768 thì cái mò thử coi ra 2 mũ mấy. 2 mũ 15 thử coi. Đúng luôn, trời ơi, hên quá, ở hiền gặp lành. Giờ đây chính là 2 mũ 15. Như vậy là từ đây các em suy ra là đây là giữ nguyên cơ số cộng các số mũ các em nhé. Vậy mình có 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm chấm cộng cho tới x là bằng 15. Rồi giờ các em có thể mò x bằng bao nhiêu để cộng lại nó bằng 15.
các em thử là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 thì chưa bằng 15. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 thì đúng bằng 15. Vậy suy ra x sẽ bằng 5 các em nhé. 5 chứ không phải 11 ha. Vậy thôi. Ta qua bài thi số 2. Đập dế. Bài thi số 2 là bài thi đập dế. Giữ nguyên cơ số cộng các số mũ, nó sẽ ra 3 mũ 15. Rồi, cái này thì cũng dễ hiểu thôi. 3 phần 5 mũ 2017, còn bên kia là 9 phần 25 là thành 3 phần 5. Tất cả mũ 2 nhân ngàn nữa là mũ 2000 các em ha. Mũ 2000 như vậy là bằng 3 phần 5 mũ 17. 3 phần 5 mũ 17. Đây, đáp án đây. Cái này là mũ 0 thì bằng 1, mà 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1 hết. Đáp án bằng 1. 2 đường thẳng ABCD cắt nhau tạo thành 4 góc khác các bạn. Các em có thể vẽ nhanh cái hình. Thầy gửi vẽ nhanh cái hình ha. Mình mở cái phần mềm vẽ hình đã, rồi nói chuyện tiếp. Có cái phần mềm mà vẽ hình thầy hay dạy học thêm trên mạng đấy, cái máy hơi nặng, đợi một chút. Rồi, hai đường thẳng AB và CD, AB CD cắt nhau ở O. Tạo thành góc bẹt. Trong đó AOD cộng cho BOC là bằng 150. Trời đất, hai góc đối đỉnh thôi mà. Không. AB cắt CD. Hai góc này cộng lại, BOC với AOD cộng lại. Như vậy mỗi góc sẽ bằng 75 độ thôi. Hù dọa quá, tưởng đề gì khó lắm. Rồi, bỏ này đi. Cho hai tam giác bằng nhau. Bài này ta có thể làm mà không cần vẽ hình luôn. Tam giác ABC bằng tam giác DBC. Rồi AB bằng AC, vậy tam giác là tam giác cân cái. Đó. Tam giác cân. Góc DBC á, thì các bạn để ý này, góc DBC thì chắc chắn là nó sẽ bằng góc DBC, nó bằng góc ABC nhá. DBC bằng ABC, hai góc tương ứng của hai giác bằng nhau thôi. Và góc ABC là góc ở đáy. Như vậy nó sẽ bằng 180 trừ cho 140. Góc ở đỉnh chia đôi. Như vậy là bằng 20 độ. Đây các em, 20 độ. Vẽ hình ra là sẽ hiểu thầy nói cái gì thôi. Khi x bằng trừ 1 phần 2 thì kem thế vô thôi, trời đất. Thế vô thôi. Vậy cái trị tuyệt đối thứ nhất là nó bằng 1 phần 2 nè. 1 phần 2 cộng cho 5 phần 2 cộng cho 1 phần 2 là 7 phần 2 các bạn. Dễ nhờ. Cái này là toán lớp mấy, là tôi đang băn khoăn, mình đang làm lớp 8 mà đúng không? Sao nó ra toàn toán lớp 7 không vậy? 6 mũ 3 cộng 3 nhân cho 6 mũ 2 cộng 3 mũ 3. Mấy cái bài dễ dễ này tôi bấm máy luôn cho đỡ đầu đầu á. Âm 27. Bài nào nó cần suy luận thì thầy hướng dẫn cho kem ha. Giá trị x lớn nhất thỏa. Như vậy chúng ta sẽ có là 3x cộng 2 á, nó sẽ bằng cộng hoặc là trừ 4 phần 5.
từ đây mình suy ra là hai giá trị. Giờ mình lấy 4 phần 5 trước đi. 4 phần 5 mà trừ cho 2 chia cho 3 x sẽ bằng trừ 2 phần 5 nào. X bằng trừ 2 phần 5 hoặc là x sẽ bằng một số âm, âm bao nhiêu đó. Nhưng mà ở đây người ta cần tìm x lớn nhất mà. Cái số kia cũng âm mà nhỉ. Trừ 4 trên 5 trừ cho 2 rồi tất cả chia đôi nữa, xin lỗi chia 3 nữa, trừ 14 phần 15 trừ 14 phần 15. Giờ ta lấy đáp án nào đây các em? Hai đáp án này đều có rồi. Ghê chưa? Thì đáp án nào lớn hơn mình lấy. Bên này là trừ 6 phần 15 đúng không? Bên này trừ 14 phần 15. Vậy đáp án này lớn hơn, trừ 2 phần 5 thôi. Giá trị lớn nhất của thằng này, cái này nó lắp ghép một cái bình phương với một cái giá trị tuyệt đối. Các em có thể xem nhanh khóa học V81 ha. Xem nhanh khóa học V81 để coi lại về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi, em sẽ thấy là cái này là lớn nhất là sẽ bằng 13. 13 đây. Trừ x bình phương á thì luôn luôn nhỏ hơn bằng 0. Rồi trừ của 3 giá trị tuyệt đối, trừ của 3 lần giá trị tuyệt đối y cộng 1 thì nó cũng nhỏ hơn bằng 0 cái. Vậy suy ra là A nó sẽ nhỏ hơn bằng 13 đó, đạt được khi x bằng 0 và y bằng trừ 1 nha. Người ta hỏi giá trị lớn nhất thì trả lời 13, người ta hỏi khi nào thì mình trả lời x bằng 0 và y bằng trừ 1. Bài này không biết có khó không? Thầy vẽ hình. Thầy vẽ hình các bạn. Phần mềm hơi nặng. Bản vẽ mới. Rồi, giờ thầy vẽ một cái tam giác cân. Tam giác cân. Khi nào rảnh thầy sẽ hướng dẫn các em sử dụng cái phần mềm. Rồi, tam giác cân này có tên là ABC. A nè, B nè, C nè. Cái này xóa đi, không cần. BC bằng 2, góc A bằng 20 độ trên tia AB dựng góc ACD trên tia AB. Trên tia AB dựng điểm D. Ô, bài này cũng đơn giản thôi kìa. Các em theo dõi cho kỹ nha. Tam giác ABC nè. Bây giờ thầy có góc A là bằng 20 rồi. Góc B là như vậy, góc B cộng góc C là bằng 160 chia đôi. Đúng không? Là thành mỗi bên là 80 độ. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái tam giác đều. Thầy sẽ vẽ một cái tam giác đều nhận thằng BC làm cạnh. Nó mà cái đầu này nó quay vô trong này. Oh no. Xóa này đi. Rồi quay vô trong. Giờ A bằng 20 thì nó hơi nhỏ. Bây giờ thầy lấy một điểm trên này, mình nối xuống. Nối xuống theo đề á. Theo đề là trên tia AB dựng điểm D, không? Thì đây là điểm D nè. Thì thầy đặt đây là điểm E. Rồi các bạn chú ý đây là 10 độ nghe. Cái tam giác đều này á thì góc này bằng 60. Vậy cái phần còn thừa lại á là bằng 20 độ. Thì góc C to này bằng 80 mà. Thì trên này 20 thì dưới này 80, bên này cũng 80. Mà đây 60 thì 20. Rồi góc ACD theo đề là bằng 10 độ, như vậy là hai bên này đều 10 độ hết. Giờ thầy nối cái thằng AE xuống. Nối thằng AE xuống. Thì các em sẽ thấy cái tam giác này nè, AEC. Không? Tam giác AEC. Nó sẽ bằng tam giác CDA. CDA các em có biết tại sao không? Bởi vì có cạnh AC chung này.
Rồi cái góc, cái góc nhỏ nhỏ này, góc DCA là bằng 10 độ để cho, đúng không? 10 độ để cho. Rồi cái góc EAC này nó cũng bằng 10 độ. Chứ trên này 20 độ mà AE nó đối xứng như thế này thì nó chẻ đôi ra. Chẻ đây 10 độ đúng không? Rồi cái góc này 20 độ. Thì lấy 80 trừ 60 của tam giác D thì ra đây 20 độ thôi. Ở trên này góc A to này cũng bằng 20 độ. Và hai tam giác đó là bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc các bạn ạ. Vậy thôi. Từ đây các bạn suy ra là ông AD ông sẽ bằng ông EC. Không? Mà ông EC thì là nằm trong cái tam giác đều màu hồng đúng không? Tam giác đều màu hồng thì BC nó bằng 2. Như vậy EC nó cũng bằng 2 cm. Vậy AD cũng sẽ bằng 2 cm. Các em hiểu nổi không trời? Đó. Lấy điểm E sao cho tam giác này đều nè. Thì góc A lớn này là 20. Như vậy cái góc C và góc B này cộng lại là bằng 160 mà chia đôi, như vậy là đây là 80 ha. Mà đây 60 tam giác đều thì cái phần còn lại là 20. 20 mà bên này chiếm 10 độ theo đề cho rồi. Đó. Như vậy là xét tam giác AEC với lại tam giác DAC, các em thấy AC chung nè. Trên này theo sự đối xứng thì đây bằng 10, dưới này cũng bằng 10. Rồi cái góc A lớn bằng 20, góc phần này cũng bằng 20, hai tam giác nó bằng nhau. Vậy đáp án sẽ là 2 cm các em nhé. AD 2 cm. Vậy thôi. Như vậy ta đã hoàn thành bài thi số 1 ha. À xin lỗi, còn bài thi số 3 nữa. Bài thi số 3 chưa xong. Giá trị x lấy 1,75 trừ cho 0,25 bằng 3/2, tức là 1,5. Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất. Tiếp tục. Cho tam giác ABC góc A bằng 38, góc B bằng 77, thì góc C trong sẽ bằng 108 trừ 38 trừ 77 là bằng 65. 65 là góc C trong, thì góc C ngoài sẽ là lấy 108 trừ ra 115. Đọc đề cho kỹ cái nhé. Rồi tam giác có hai góc, lấy 108 trừ cho 48 trừ 60 bằng 72. Tiếp tục. Câu số 4. Trừ nhân trừ nhân cộng. Vậy đáp án ba dấu trừ nhân nhau là thành trừ ha. Rút gọn đi kia, 9/31 này. Nhân trên 5/11. 9, 31, 5, 11. 31, 9, 22, 10. Âm 10. Giá trị tập hợp các số nguyên dương n thỏa mãn thì thay đổi cái đề, 9 thay đổi thành 3 mũ 2, nhỏ hơn hoặc bằng 3 mũ n, nhỏ hơn 82, đúng không? 82 nhỏ hơn 82. Như vậy thì suy ra là 2. Giờ n thì lấy bằng 2 nè, n bằng 2 là được nè. 3 mũ 2 là vẫn bằng 3 mũ 2. Mà là 9 nhỏ hơn 82 đúng không? 3 mũ 3 vẫn được nè. 3 mũ 3 là 27 thì lớn hơn 9, nhỏ hơn 82. 3 mũ 4 là bằng 81. 81 thì nhỏ hơn 82 đúng rồi. Vậy n bằng 234. Tập hợp các số nguyên dương. Vậy là 2 nè, 3, 4 nè. Bài này ta dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V81 đi. Em nào chưa có học thầy bao giờ thì các em nên đăng ký ngay cái khóa học V81 ha, để luyện tất từng tập những thứ của vòng trường.
Các em nhấp vào đây để đăng ký học Winbit, nhấp vào đây để đăng ký học toán song song với trên lớp nếu có, vào đây để xem thông tin, còn vào đây để xem cái fanpage, cái trang web mà gồm những cái bạn học sinh học toán thể luận ha, những cái bài khó thì các em gửi lên đây cho thầy nha, rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vậy thôi. 4x 5x - 1 cộng cho 10x 2 - 2x 16 x bằng 1 nha. Bài này x bằng 1. Bài này nếu các em lanh trí các em sẽ thấy đây là hàng đẳng thức nè. Nó là x mũ 3 trừ cho 8 đúng không? Cộng cho 35 bằng 0. Hay là x mũ 3 nó sẽ bằng trừ 27. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng trừ 3. Trừ 3 ha. Trừ 27. Chuyển vế đổi dấu luôn á. 35 trừ 8 là bằng trừ 27. Trừ 27. À, 27 chỉ có khi bằng trừ 27 ha. X sẽ bằng trừ 3. Câu số 8. Dùng máy giải cho nhanh kia. 6x mở ngoặc 1 trừ 3x. 6x 1 trừ 3x cộng 9x mở ngoặc 2x trừ 7 cộng 171 0. 6x 1 trừ 3x cộng 9x 2x trừ 7 cộng 171 x bằng 3 các bạn. Xem khóa học V81 sẽ giải được ha. V81 em đăng ký mau. Câu số 10. X mũ 4 thấp nhất là bằng 0, mũ chẵn mà. X mũ 2 cũng thấp nhất là bằng 0. Các em xem V81 để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ha. Thì cái này giá trị nhỏ nhất của nó là bằng trừ 32. Đạt được khi x bằng 0 nha. Câu số 9. Số cặp số nguyên dương để biểu thức P nhận giá trị nguyên. Đây, bài này thầy hướng dẫn luôn. P phở sẽ bằng, thầy tách ra thành 3x cộng cho 3y trên x cộng y, rồi cộng cho 5 trên x cộng y. Rồi ở trên tử thầy đặt những tử chung. Các em vừa học xong đặt những tử chung đúng không? À, mà đứa nào học thầy mùa hè rồi thì cũng biết đặt những tử chung là gì. Rồi như vậy nó sẽ bằng 3 cộng cho 5 trên x cộng y. P nguyên, P thuộc Z khi, khi cái này thuộc Z này. Số 3 thì hiển nhiên là thuộc Z rồi, số 3 là nguyên rồi. Vậy 3 cộng cái này muốn thuộc Z thì chỉ trông chờ vào 5 trên x cộng y thuộc Z thôi. Cái này thuộc Z. Muốn 5 phần x cộng y thuộc Z thì x cộng y phải là ước của 5. X cộng y phải là ước của 5. Từ đó suy ra x cộng y nó có thể bằng là 5 hoặc là 1 hoặc là trừ 1 hoặc là trừ 5. Người ta hỏi số cặp nguyên dương x cộng y cái mà. Nếu x y là nguyên dương thì x cộng y cũng sẽ là nguyên dương. Vậy mình có thể bỏ hai cái này được rồi. Như vậy là mình chỉ có là x cộng y bằng 5 với 1 thôi. Nguyên dương cộng nguyên dương thì ra nguyên dương. Đó. Như vậy là mình xét trường hợp x cộng y bằng 5 trước. X cộng y bằng 5 thì ra sẽ có cặp nào? Cặp 1, 4 nè. 2, 3 nè. Đúng không? 3, 2 nè. 4, 1 nè. Đó. Hết rồi. 5, 0 thì số 0 đâu phải số dương đâu. Thì còn tình huống nữa. X cộng y mà bằng 1 thì bỏ. Loại. Vì sao vậy? Các em thấy x với y nguyên dương á, thì x với y bèo nhất phải bằng 1.
mà hai số bèo nhất bằng 1 cộng lại thì bèo nhất phải bằng 2 chứ không thể nào bằng 1 được. Vậy mình chỉ có 4 cặp thôi. 1 4 2 3 3 2 dạ 4 1 4 cặp. Trời không biết có đúng không? Có sai câu nào không đây? Mình có thể thử lại đi kìa, thử lại cho chắc đi. Hơi nộp bài luôn kìa, sai thôi, em tự sửa ha. Rồi ok, mình không sai. Các em nhớ theo dõi trang web của thầy thường xuyên để đăng ký những lớp học toán song song với chương trình trên lớp. Thầy sẽ dạy cơ bản rất nhanh và tập trung nâng cao để các em có điểm số trên lớp thật là tốt và có thể tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi cuối năm. Rồi các cái khóa học toán thầy sẽ thông báo trên này. Còn giải toán trên mạng internet thì thầy đã có rồi các em nhé. Các em nhấp vào để đăng ký học, nhấp vào đây nè, và nhấp vào đây, tùy, đây, đăng ký học theo hướng dẫn trên này, hướng dẫn rất kỹ rồi. Những em đã học thầy 2 năm trước thì đã hiểu rồi đúng không? Còn những em mà mới học thì theo dõi kỹ rồi đăng ký thôi, vậy nhé.